Chị à, mình có cái mẫu clutch cầm tay ha, rất là đẹp dành cho nam. Mình có thể đựng iPad hay là một số cái ví nhỏ hoặc là những cái giấy tờ nhỏ nhỏ đó mình bỏ vô đây. Cái này là hàng chính hãng thì mình sẽ show cho anh chị thấy là cái hàng chính hãng ở bên trong của nó, của Coach hàng chính hãng thì nó sẽ có những cái logo chìm như thế này. Mình phải nhìn kỹ mình mới thấy những cái logo chìm đó. À, ở đây nó sẽ có một số cái logo nhỏ, nhiều người không biết, tưởng là lấy mực vẽ lên, phải cái đó là logo của hãng luôn á. Trên mặt trên trên các anh chị có thể ra lên website coi cái logo nó kiểu như vậy ha. Ngoài ra nữa là cái nó có những cái logo rất là nhỏ, nó dập nổi ha, trên những cái khóa của nó nè đó, chi tiết thì chỉ có hàng chính hãng nó mới có những cái này thôi, những cái chi tiết nhỏ đó, rất là khó để làm. Thì cái này mình có một kiểu loại này làm từ da canvas chống chày, rồi một cái kiểu khác làm từ nó để nguyên da bò luôn và nó dập cái logo trên đây rất là đẹp, cũng chống chày luôn. Còn cái kiểu này thì nó làm cũng da bò nhưng mà nó thuộc da, nó làm cho mềm hơn, cầm nó thoải mái hơn đó. Thì chỉ có ba cái thôi, vẫn có chương trình mua một tặng một đó. Cảm ơn mọi người lấy sắp để thử cái này, cảm ơn mọi người.